anh lùi bước để thấy em rõ hơn, để nhìn ngắm em từ đằng sau âu yếm. Chẳng muốn sống bóng chút thu vé lẽ vừa bằng một cô gái. Bà chủ, chút nước rồi. Làm gì ghê vậy? Đứng đó đi, từ từ mấy tí nữa nó có nước lại thôi, có gì đâu. Có chuyện có chút xíu à, mà cũng kêu nữa. Chủ nhà mà, chứ không phải ở đợ đâu mà cái gì cũng kêu la sùm. Bây giờ tao hết thì tao cúp đó, được không? Không được, ngày mai dọn ra mày, tao không có cho thuê nữa, biết chưa? Bực bội à. Thuê nhà khổ lắm. Con về đúng giờ rồi chú. Mày coi đồng hồ coi mấy giờ mà kịp hả con? Dạ 5 giờ. Nãy giờ mày nói chuyện trôi qua 50 giây rồi. Chú ơi! Thuê nhà khổ lắm. Anh, làm gì kỳ vậy? Lỡ có ai thấy sao? Ai mà thấy, anh sống độc thân mà. Hả? Trễ rồi đó. Hả? Trễ? Vậy sao? Anh còn dám nói là anh độc thân? Có con rồi kìa, độc thân cái gì? Biến thái, tội nghiệp. Anh. Hiểu. Ôi, cứng quá. Thuê nhà khổ lắm. Đâu mày? Dạ, em đi mua đồ ăn. Đói mày. Nè mày, mới mua này kìa. Mua ăn xíu chả không? Thuê nhà khổ lắm. Happy birthday con. Mà anh vui quá em ơi. Trời ơi, sao bao nhiêu lâu năm mình phải ở nhà thuê, cuối cùng Thanh cũng thuê được căn nhà lâu năm để ở. Nè, hôm nay sinh nhật, con có điều gì ước không? Con ước có một căn nhà mới thật là đẹp. Được á nha. À, giống. Coi đi. Chú. À, chào. Bạn anh hả? Bạn tôi. Coi được không? Được. Ý em sao? Em thích á. Nói cái nhà nó mát, trời ăn cái miếng này nó cũng mát. Đẹp. Có lâu không nữa nè. Em thích món này đó. Thích hả? Thích đem về nhà ăn đi. Nhưng mà hôm nay là ngày kỷ niệm. Kỷ niệm tháng tôi đăng bán nhà đúng không? Bán thành công rồi. Sẵn tiện mai á, gia đình kiếm nhà mới mướn đi nha. Ngày mai đây tôi bán rồi. Ngày mai tôi bán thành công. Chúc mừng rồi không? Ước mơ của con lắm thành hiện thực rồi đó con. Ra ngoài mình chuẩn bị đi, mai dọn dỡ luôn. Đi. Ủa ông chủ? Đâu phải muốn đuổi là đuổi. Ủa gì kỳ vậy ông chủ?